từng vùng đối với chân mày. Để phần đuôi chân mày, để phần đuôi chân mày nó sắc nét thì chúng ta sẽ tiến hành là đi một chiều, rồi thì sẽ vẽ bằng bút chì trước nha, để các bạn có thể dễ hình dung. Rồi, đối với phần đỉnh chân mày chúng ta sẽ đi cong C. Rồi, đối với phần bụng chân mày này chúng ta sẽ đi giống như là hình cánh quạt. À, hình cánh quạt ha. Đánh lên từ đuôi chân mày, tiếp tục lên tới phần đỉnh chân mày và ôm theo cái đường phía dưới này. Đó. Tức là đi xòe giống như là hình cánh quạt. Và tới đoạn này chúng ta sẽ tiến hành là đi hai chiều. Hai chiều. Và đối với vùng đầu chân mày chúng ta sẽ đi một chiều. Chào các bạn, Jolly đây. Chào mừng các bạn đã đến với video của ngày hôm nay. Trong video này, Jolly sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đi tạo hàng dành cho từng vùng chân mày. Và không để cho các bạn đợi lâu nữa, giờ chúng ta hãy cùng vào bài. Thứ nhất, ở phần đuôi chân mày, các bạn sẽ đi một chiều. Một chiều ở đây như sau. Các bạn sẽ này, để cái phần bút của chúng ta này. Các bạn có thấy ở phần trên nó sẽ đậm hơn. Đây. Ở phần này, tức là ở phần đầu của chúng ta nó sẽ đậm, đậm thôi chứ không phải là bết mực nha. Tức là ở phần này nó sẽ đậm và càng về xuống, nó hạt mực nó sẽ to hơn và tơi hơn. Đây. Hạt mực to và tơi. Đây là kỹ thuật một chiều. Đối với chân mày ở phần bên phải của khách thì chúng ta sẽ đi vuốt từ đuôi đi lên như thế này, nó sẽ đậm nha. Tiếp theo, tất nhiên là đối với bên phần đuôi còn lại các bạn sẽ đi ngược lại. Đây, Trolley cố tình đi thưa để các bạn có thể nhìn thấy được hàng mực rõ hơn. Tất nhiên lên trên người thật hoặc là khi các bạn đi trên da giả, các bạn phải đi sát vào nhau. Đây, hạt mực ở phần phía dưới của chúng ta nó sẽ đậm, nó sẽ to tròn hơn so với phần bên trên. Thì kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật đi một chiều. Tiếp theo, đối với phần đỉnh chân mày, các bạn phải đi hình cong chữ C cho Soli. Cong C là như thế này nha. Đây, nó giống như hình chữ C. Đây, cong C. Đây. Hoặc là đối với kỹ thuật này các bạn sẽ đi dành cho đỉnh môi. Phần bên trên đỉnh môi các bạn đi đường thẳng nó sẽ dễ bị ra lem ra ngoài, cho nên các bạn phải đi bo tròn như thế này, vẫn tạo hạt nha. Đây. Vẫn tạo hạt. Vẫn tạo hạt nhưng mà bo hình C. Một kỹ thuật tiếp theo đó là kỹ thuật quả lắc, kỹ thuật đi hai chiều. Đi phần giữa thân chân mày. Đây là kỹ thuật quả lắc mà trước giờ chúng ta hay tập. Một kỹ thuật tiếp theo nữa, chúng ta sẽ đi ở phần đầu chân mày. Các bạn sẽ đánh tơi hạt mực ra ở phần đầu chân mày. Các bạn sẽ đánh một chiều. Hạt mực nó sẽ to. Tất nhiên ở trên phần này Trolley cố tình đi thưa ra để các bạn có thể nhìn rõ hơn về kỹ thuật này. Nhưng mà khi chúng ta đi trên da người, da giả vào phần khung chân mày, các bạn phải đi sát vào nhau, không được đi thưa. Đi thưa nó sẽ xảy ra tình trạng là khó bám mực. Rồi. Giờ chúng ta hãy cùng tổng kết lại. Đối với phần đuôi các bạn sẽ đi một chiều. Đối phần đỉnh chân mày các bạn sẽ đi hình cong C. Và đối với phần ra ở ngoài á, các bạn sẽ đi hai chiều. Và phần đầu chân mày các bạn sẽ đi một chiều ra. Đó. Giờ chúng ta hãy cùng thực hành trên phần dáng chân mày. Trong bài hôm trước, Jolly có hướng dẫn cho các bạn cách đi khung chân mày. Thì Jolly sẽ dựa trên cái khung này, Jolly sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khung từng vùng đối với chân mày.
để phần đuôi chân mày nó sắc nét, thì chúng ta sẽ tiến hành là đi một chiều. Lì sẽ vẽ bằng bút chì trước nha, để các bạn có thể dễ hình dung. Rồi, đối với phần đỉnh chân mày chúng ta sẽ đi cong C. Rồi, đối với phần bụng chân mày này chúng ta sẽ đi giống như là hình cánh quạt. Hình cánh quạt ha, đánh lên từ đuôi chân mày, tiếp tục lên tới phần đỉnh chân mày và ôm theo cái đường phía dưới này. Đó, tức là đi xòe giống như là hình cánh quạt. Và tới đoạn này chúng ta sẽ tiến hành là đi hai chiều. Và đối với vùng đầu chân mày chúng ta sẽ đi một chiều. Rồi, không để cho các bạn đợi lâu nữa, bây giờ Jolie sẽ tiến hành đi trực tiếp trên cái phần dáng chân mày này. Chúng ta sẽ đi một chiều thôi nha. Phần đuôi các bạn đi chậm lại để được cái phần đuôi nó sát nét. Lê hiện tại đang đi một chiều nha. Đây. Và đoạn này mình sẽ tiến hành là đi hình xòe giống như là cánh quạt nha. Từ dưới chúng ta sẽ bắt lên, xòe giống như là hình cánh quạt. Lì đang đi một chiều nha. Đây, xòe hình cánh quạt. Để ôm được phần bụng chân mày. Rồi, tới phần đỉnh chân mày chúng ta sẽ tiến hành là đi cong C. Cong hình C ha, để ôm được phần đỉnh chân mày. Phần này chúng ta sẽ tiến hành đi ngang. Đoạn này chúng ta sẽ tiến hành đi hai chiều. Bắt đầu từ đoạn này chúng ta sẽ tiến hành đi một chiều. Một chiều thì hạt mực nó sẽ tơi hơn và hạn chế tình trạng bị đóng khung phần đầu chân mày. Và Jolie muốn phần đầu xéo cho nên ở phần này Jolie đi ngắn lại và phần dưới này Jolie đi dài ra một xíu.
Sorry sẽ đi lại một số chỗ Sorry thấy hơi nhạt và chưa đủ độ đậm mà Sorry mong muốn. Giờ chúng ta cùng quan sát kết quả sau khi mà chúng ta đi như thế nào. Đây là kết quả sau khi mà mình đi một lần thì các bạn cũng thấy đã tạo được cảm giác là hiệu ứng trên phần chân mày của chúng ta. Giờ Jolie sẽ tiến hành đi no mực luôn. Các bạn nhớ lưu ý là từ đuôi chân mày các bạn đi một chiều. Tất nhiên bài này là Jolie hướng dẫn dành cho những bạn mới đi phần đuôi chưa có được sát nét này, rồi đỉnh chân mày không ôm được, phần bụng á, đi không có sát vào điểm mà chúng ta sát vào cái khung chân mày hoặc là đầu chân mày chưa tơi. Còn đối với khi mà bạn vào nghề lâu rồi, bạn đi được chân mày có thể đi được hai chiều cho tất cả các vùng thì bài này Sally hướng tới những học viên còn yếu về chân mày, không ôm được khung, không ôm được dáng, chân mày chưa nét, đuôi chân mày chưa nét, đầu chân mày chưa tơi nha. Tất nhiên nếu như bạn luyện được hai chiều đó là một điều rất là tốt. Hiện tại Jolie cũng đi trên chân mày lên người lên khách hàng là hai chiều cho thời gian đi cho nhanh, nhưng mà những bạn mới thì rất là khó khi mà thực hiện kỹ thuật này. Các bạn lưu ý khi mà để tạo được hiệu ứng ôm ray 4 chiều thì các bạn phải đánh chân mày xéo như thế này thì nó mới ra hiệu ứng được nha. Các bạn không đánh ngang ở phần từ bụng lên tới đỉnh, các bạn đánh ngang nó sẽ bị tách màu.
Đối với bài này, Jolly đi lớp mỏng để các bạn có thể hình dung về bài này hơn. Thì tùy theo cái sở thích của mỗi bạn thì các bạn có thể đi kỹ hơn hoặc là đi nhẹ, đi lớp mỏng như Jolly. Nhưng bắt buộc là phần đuôi nó phải đủ độ đậm nè, nó sắc nét, nó bén. Phần đầu nó nhạt hoặc mực cho nó tơi. Cách đi, Jolly hướng dẫn lại cho các bạn cách đi như sau. Thứ nhất, ở phần đuôi chân mày, các bạn sẽ đi một chiều. Ở phần bụng chân mày, các bạn sẽ đi xòe hình cánh quạt, xòe hình cánh quạt nha. Tức là các bạn sẽ ôm theo cái đường bụng chân mày đi lên đường đỉnh và bo theo cái đường mà khung chân mày. Tiếp theo, ở phần đoạn này các bạn sẽ đi hai chiều. Và tới đoạn này các bạn sẽ đi một chiều. Ở phần đỉnh chân mày các bạn sẽ bo C. Chúng ta mới ra được hiệu ứng chân mày. Kỹ thuật hiệu ứng: nhạt đầu, đậm ở đuôi, nhạt ở đỉnh và đậm ở phần bụng chân mày. Và đối với kỹ thuật này, bắt buộc các bạn phải đi xòe hình cánh quạt ở phần bụng này. Nếu như các bạn đi ngang ở phần đoạn này thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là bị tách màu. Tức là nó sẽ tách màu hai vùng đậm nhạt, đậm ở đây, nhạt ở đây thì nó sẽ không đẹp. Chân mày phải có hiệu ứng, hiệu ứng thì nó mới đẹp nha. Có sự chạy màu, loan tỏa màu với nhau. Các bạn phải luyện thật tốt ở phần bên ngoài da giả trước khi vào khung chân mày. Các bạn phải đi không bị động mực, không bị bớt mực và hiểu rằng chỗ nào chúng ta nên đi một chiều, chỗ nào chúng ta nên đi hai chiều, hoặc là chúng ta phải đi hình chữ C tạo hạt như thế nào. Nếu như trong quá trình các bạn luyện còn khó khăn, còn vướng mắc gì thì hãy liên hệ với Jolly qua số điện thoại Zalo 0937 37 3396. Xin chào các bạn.